À, kính chào các bạn. Hôm nay phòng khám Baxter trở lại live stream với chủ đề đầu tiên đó là tầm soát ung thư, với cái nội dung đó là cơ sở khoa học hay là y học chứng cứ hay là dựa vào đâu để mà phòng khám Baxter đưa ra những cái gói tầm soát ung thư hiện nay. Vâng, chào mọi người. Như vậy thì hôm nay chủ đề của chúng ta là tầm soát ung thư. Bác sĩ Hòa có thể nói cho mọi người biết tầm soát ung thư có nghĩa là gì không ạ? À, trước khi đi vào nội dung chính thì chúng ta cần biết vấn đề cơ bản đó là tầm soát ung thư là gì. Thì tầm soát ung thư đó là chúng ta đi tìm ung thư sớm hoặc là chưa phải ung thư luôn mà là tổn thương tiền ung thư, khi mà chưa có bất thường, khi chưa có biểu hiện nào ra bên ngoài từ những cái tổn thương này, và khi đó cơ hội phát hiện bệnh sớm, điều trị dễ dàng và dẫn đến là cải thiện kết quả và khả năng chữa khỏi rất là cao. Cũng xuất phát từ việc là hiện nay hầu hết ung thư chúng ta đều phát hiện ở giai đoạn trẻ, và khi đó thì cơ hội mà chữa lành thấp hoặc là chữa lành được thì tỷ lệ tái phát rất cao và dẫn đến là giảm đi cái sống còn và tăng cái tử vong lên. Đó là cái lợi ích của tầm soát là như vậy. Vâng, như vậy thì hiện nay thì chúng ta có khoảng 100 loại ung thư khác nhau, ví dụ như ung thư dạ dày, ung thư đại tràng, ung thư não, vân vân. Vậy thì liệu chúng ta có phải tầm soát hết tất cả các loại ung thư này không? Đó, về mặt suy luận thì chúng ta nói đó hơn 100 bệnh ung thư, nhưng mà hầu hết thì bệnh ở giai đoạn trẻ thì chúng ta không thể trị khỏi. Do đó về mặt lý thuyết là chúng ta phải tầm soát hết tất cả ung thư luôn. Tuy nhiên khi tầm soát ung thư thì chúng ta phải đạt được hai cái yêu cầu. Thứ nhất đó là chúng ta phải có phương tiện để phát hiện bệnh sớm. Rồi sau đó chúng ta phải có phương pháp điều trị hiệu quả nữa thì chúng ta mới tăng cái sự khỏi bệnh lên. Chứ chúng ta phát hiện bệnh sớm đó mà chúng ta điều trị không hiệu quả, hoặc là cái điều trị chúng ta lại cũng không thay đổi gì so với những cái bệnh phát giai đoạn trẻ hơn, thì không đạt yêu cầu. Như vậy thì chúng ta để đạt được hai cái yêu cầu đó thì chúng ta phải có ba cái điều kiện. Thứ nhất là chúng ta có phương tiện, phải có phương pháp, phải có xét nghiệm để mà chúng ta tìm được bệnh sớm, tức là những phương tiện đạt về cái độ nhạy và độ đặc hiệu nó cao. Và mà về mặt nói mà để dễ hiểu đó là chúng ta phải có phương tiện để mà phát hiện bệnh mà tránh đi cái sự bỏ sót ung thư, cũng như là tránh đi cái sự chẩn đoán nhầm. Và thứ hai nữa là có một cái phương pháp điều trị hiệu quả. Chẳng hạn như ung thư gan đó, chúng ta phát hiện bệnh sớm đó, điều trị kiểm soát cắt được cái tổn thương đó, nhưng mà cuối cùng bệnh lại tái phát mà chúng ta không có biện pháp để giảm sự tái phát này, nhất là những bệnh nhân mà trên nền xơ gan hoặc là viêm gan mãn đó. Cho nên dù tầm soát sớm nhưng mà cuối cùng là bệnh vẫn tái phát rồi tử vong, cho nên nó giảm đi cái hiệu quả của tầm soát. Rồi thứ ba nữa là một cái điều kiện nữa là kết quả tầm soát thì chúng ta phải tăng sống còn hoặc là giảm tử vong. Nhưng mà nếu chúng ta có phương tiện phát hiện được rồi mà chúng ta điều trị thì nó không giảm tử vong thì cũng không đạt, không đủ điều kiện. Chẳng hạn như là ung thư tuyến giáp chẳng hạn, thì phát hiện bệnh sớm đó nhưng mà so với bệnh trễ thì nó không có giảm tử vong. Đó là những cái điều kiện để mà chúng ta tầm soát là vậy. Dạ vâng, vậy thì bác sĩ Hòa có thể nói thêm về tình hình ung thư ở Việt Nam được không ạ? Những loại ung thư nào ở Việt Nam là ung thư phổ biến? Đó thì nãy chúng ta nói đó, thì tầm soát ung thư thì chúng ta không thể tầm soát hết 100, hơn 100 loại bệnh ung thư. Như vậy thì chúng ta sẽ tầm soát những bệnh mà phổ biến và tỷ lệ tử vong cao. Thì tình hình Việt Nam chúng ta như thế nào? Thì hiện nay chúng ta có, ở Việt Nam chúng ta thì có 10 loại ung thư thường gặp chung cho cả hai giới, đó là vú theo thứ tự giảm dần, đó là vú, gan, phổi, dạ dày, đại trực tràng, đó chiếm năm thứ hạng đầu, và năm thứ hạng tiếp theo đó là tiền đình tiến, thân tử cung, cổ tử cung, ung thư máu và ung thư vòm hầu. Thì trong đó thì cái xuất độ tử vong đó, chúng ta nói đó, ngoài cái bệnh phổ biến rồi tử vong cao nữa, chúng ta sẽ tập trung những tầm soát những bệnh này, thì cái tử vong cao nhất đó là gan, rồi phổi đứng hàng thứ nhì, vú đứng hàng thứ ba, và tiếp theo đó là dạ dày, đại trực tràng và tuyến tiền liệt. Ở trong đó thì nữ thì chiếm cao nhất và giảm dần, sau đó là vú, phổi, đại trực tràng, dạ dày, gan, thân tử cung và cổ tử cung. Còn ở nam đó là gan, rồi đến phổi, dạ dày, đại trực tràng và tuyến tiền liệt. Có một cái sự giống nhau giữa hai giới đó là ung thư phổi đều đứng ở hàng thứ hai hết. Đây là một thực trạng cũng là đáng báo động. Cho nên chúng ta nói phổi thường xảy ra ở người hút thuốc, mà nữ hút thuốc đâu, nhưng mà tại sao ung thư phổi cũng cao? Chúng ta sẽ chờ nghiên cứu từ Viện Ung thư Quốc gia, Hội Ung thư cũng như các
cơ quan chuyên ngành để chúng ta biết được là cái lý do nào mà ung thư phổi lại chiếm tỷ lệ cao ở người phụ nữ. Đặc biệt ở đây chúng ta cần lưu ý thêm một cái bệnh lý ung thư hiện nay rất là phổ biến mà chúng ta coi như dịch vậy đó, đó là cái ung thư tuyến giáp. Hiện nay xuất hiện rất là nhiều, nhưng mà cái ở nữ thì xếp hạng thứ 6 luôn, nhưng mà có một cái là tử vong, số ca tử vong là hết xếp hạng thứ 22. Cho nên đây là bệnh là phổ biến, nhưng mà cuối cùng thì số ca tử vong thì thứ hạng thấp. Nhưng hiện nay thì chúng ta tầm soát rất là nhiều, thì lát nữa đây chúng ta sẽ biết tại sao là như vậy. Và phòng khám Baxter sẽ cũng dựa trên cái bệnh phổ biến và tỷ lệ tử vong cao đó để mà lựa chọn ra những cái bệnh tầm soát. Đó là nổi bật, đó là gan, phổi, vú, dạ dày, đại trực tràng. Riêng ung thư cổ tử cung thì chiếm tỷ lệ thứ hạng thấp, nhưng mà tử vong đã được giảm đi, nhưng mà nhờ cái sự tầm soát có hiệu quả đó cho nên vẫn được tiếp tục duy trì. Dạ vâng, như vậy thì đó là những cái bệnh ung thư phổ biến mà chúng ta nên tầm soát. Nhưng mà có phải tất cả mọi người đều cần phải tầm soát ung thư không ạ? Cảm ơn bác sĩ Tính, một câu hỏi rất hay đây. Đó, chúng ta biết đó, ung thư thì nó gặp ở mọi lứa tuổi. Như vậy có phải là tất cả mọi người đều phải đi tầm soát hay không? Đó thì ở đây chúng ta cần nắm là chỉ có những người mà thuộc nhóm nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao thôi, tức là những người dễ bị hơn thì mới đi, chứ không phải là toàn bộ dân số, toàn mọi lứa tuổi đi đều đi tầm soát hết. Và cái nhóm nguy cơ mà để đi tầm soát đó, tức là có những yếu tố nào để cho một người mắc phải hoặc là về mặt di truyền mà có thể bị ung thư cao thì sẽ đi tầm soát, và những yếu tố đó sẽ được nghiên cứu. Và trong các chương trình sắp tới thì chúng tôi sẽ nói một cách cụ thể cho từng bệnh và những cái nhóm nào là cần nên đi tầm soát. Còn lại mình không thuộc nhóm nguy cơ, một người nào đó không thuộc nhóm nguy cơ, không được đề nghị trong tầm soát, mà muốn tầm soát thì mang tính cá nhân. Nhưng mà khi mang tính cá nhân mà không được đề nghị như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ cái lợi ích cũng như là cái nguy cơ của tầm soát. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hòa về những cái thông tin vừa qua. Như vậy thì các hiện tại phòng khám Baxter chúng ta thì cũng đang thực hiện gói tầm soát cho những cái loại ung thư phổ biến nêu trên: ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư buồng trứng, ung thư vòm hầu và ung thư tuyến giáp. Và đối với mỗi loại ung thư này thì chúng ta chỉ sử dụng một hoặc là hai công cụ để tầm soát thôi. Bác sĩ Hòa có thể giới thiệu về những cái công cụ này được không ạ? Sau đây thì một số những cái ung thư mà được tầm soát ở Baxter và các phương tiện tương ứng. Đối với ung thư vú thì chúng tôi dùng nhũ ảnh, phổi thì dùng CT liều thấp. Đối với ung thư trực tràng thì có hai cái phương pháp để mà chúng ta lựa chọn, đó là tìm máu ẩn trong phân hoặc là nội soi đại trực tràng. Cổ tử cung thì xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung kết hợp với lại xét nghiệm tác nhân thường gặp gây ung thư cổ tử cung, đó là virus gây u nhú ở người HPV. Đối ung thư gan thì chúng tôi kết hợp siêu âm với lại dấu ấn bú AFP. Tiền liệt tuyến thì chúng tôi dùng PSA với lại thăm khám bằng ngón tay. Đối ung thư buồng trứng thì dùng siêu âm với lại CA125. Đối ung thư vòm hầu thì chúng tôi dùng nội soi vòm hầu. Riêng ung thư tuyến giáp thì phương pháp tầm soát bằng siêu âm đó, tuy nhiên thì chúng tôi không tầm soát loại ung thư này. Trong chương trình sắp tới chúng tôi sẽ nói tại sao như vậy. Đối với ung thư buồng trứng và đối với ung thư vòm hầu thì tầm soát cho nhóm nguy cơ cao, tức là nhóm dễ bị ung thư. Đó là cái phương tiện được sử dụng ở phòng khám Baxter. Và dựa vào đâu để mà chúng tôi đưa ra những cái phương pháp này? Tầm soát ung thư là một cái chỉ định y khoa, và khi như vậy thì chúng tôi phải dựa trên các nghiên cứu chứng minh có hiệu quả với các tiêu chuẩn mà chúng tôi nêu ở đầu chương trình, và cũng được khuyến cáo trên toàn thế giới. Cụ thể là chúng tôi tham khảo các nghiên cứu, các hướng dẫn mà dựa trên các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng có nhóm chứng, hoặc là ít nhất là những nghiên cứu bệnh chứng, hay là những nghiên cứu đoàn hệ mà so sánh nhóm tầm soát và nhóm không tầm soát với một phương tiện được đề nghị. Và nhóm tầm soát cho thấy là nó có cải thiện về sống còn,
tăng sống còn và giảm tử vong trong cái nhóm mà được tầm soát. Và như vậy thì kết quả như thế nào? Thì những cái nghiên cứu cho thấy là có tầm soát mà giảm tử vong, đó là những là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng và ung thư cổ tử cung, tức là chỉ có 4 loại ung thư này thôi. Còn có những cái nghiên cứu mà cho thấy rằng là tầm soát không giảm tử vong, đó là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư giáp, tuyến giáp và ung thư buồng trứng. Chúng ta nghe rất là lạ là ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên trước đây thì ung thư tuyến liệt được đề nghị tầm soát là có giảm tử vong, nhưng những nghiên cứu hiện nay thì cho thấy là cái tầm soát ung thư tuyến liệt phát hiện sớm thì nó không có làm giảm tử vong. Còn có những nghiên cứu mà nó chưa rõ ràng, tức là có những nghiên cứu cho thấy có giảm tử vong, cũng nghiên cứu lại không cho thấy, đó là ung thư gan và ung thư dạ dày. Ung thư gan thì ở Trung Quốc là nơi ung thư gan chiếm hàng thứ nhất ở trên thế giới, thì cho thấy là tầm soát là có giảm tử vong, nhưng mà ở Mỹ thì nghiên cứu không thấy, và cũng như ở dạ dày thì cho thấy có giảm tử vong. Như vậy thì có những cái nghiên cứu rõ ràng, những nghiên cứu thì cho thấy có hiệu quả, nghiên cứu không, cho nên tùy theo loại bệnh mà chúng ta sẽ lựa chọn. Riêng ở Việt Nam thì chúng tôi chưa thấy có những cái nghiên cứu về vấn đề tầm soát ung thư, và hiện nay chúng ta vẫn tham khảo trên các nghiên cứu của quốc tế. Không chỉ nghiên cứu không mà từ đó thì các tổ chức cũng đề nghị tầm soát ung thư từ những cái nghiên cứu mà có hiệu quả. Thì các nghiên cứu mang tính quốc tế, các tổ chức quốc tế như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO, rồi tổ chức phòng chống ung thư quốc tế như UICC. Ở châu Âu thì có ESMO, tức là Hội Ung thư Nội khoa Châu Âu. Rồi Anh, ở Mỹ thì có rất nhiều tổ chức như là CDC, tức là Trung tâm Phòng Dịch bệnh Hoa Kỳ, rồi Hội Ung thư Mỹ ACS, Viện Ung thư Quốc gia NCA, rồi lực lượng chuyên trách phòng bệnh của Mỹ USPSTF, hoặc là Đại học Hình ảnh Hoa Kỳ ACI, hoặc là mạng lưới toàn diện ung thư quốc gia Hoa Kỳ như NCCN, và các nước ở châu Á như Nhật, Hàn Quốc và Singapore, tức là dựa trên những cái nghiên cứu, dựa trên những cái y học chứng cứ có giá trị mà người ta đề nghị ra những cái phương tiện tầm soát, những cái bệnh tầm soát. Và một cái tổ chức là nó người ta đề nghị dựa trên y học chứng cứ để biết là mức độ mạnh, mức độ A hoặc là mức độ B, như là tầm soát ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư phổi, ung thư cổ tử cung. Riêng ung thư tiền liệt tuyến thì mức độ C, tức là tầm soát mang tính cá nhân chứ không đề nghị cho nhóm nguy cơ chung. Và những cái y học chứng cứ mà đề nghị chống lại việc tầm soát như của lực lượng chuyên trách phòng bệnh của Mỹ, như là đối với ung thư buồng trứng hoặc là ung thư tuyến giáp, thì người ta đề nghị không tầm soát. Nhưng ở Việt Nam thì như thế nào? Ở Việt Nam thì cũng đề nghị tầm soát bằng các phương tiện nêu trên, nhưng mà chỉ một số ít thôi. Nhưng mà đa số còn lại thì tầm soát bằng những phương pháp không đạt yêu cầu, mà chúng tôi nhận biết được cái sự không đạt yêu cầu này qua các phương tiện truyền thông, qua quảng cáo, hoặc là những người bệnh mà đã đi tầm soát các nơi rồi đến chúng tôi để mà coi kết quả. Thì những cái không đạt yêu cầu đó là dùng dấu ấn bút để mà tầm soát ung thư, hoặc là dùng những cái hình ảnh chẩn đoán chưa được nghiên cứu hoặc là không được đề xuất để mà tầm soát, như là X quang phổi, như là MRI gan hoặc là MRI toàn thân, cộng hưởng từ toàn thân, hoặc là CT chẩn đoán toàn thân, chụp từ đầu tới chân luôn đó, từ đầu cổ, ngực, bụng, hoặc là siêu âm toàn thân. Đây là chúng ta lẫn lộn giữa những cái phương tiện về chẩn đoán cũng như là phương tiện về tầm soát, mà ngoài ra nó còn gây là độc hại, nhất là dùng những cái phương tiện TX như là CT toàn thân hoặc là X quang phổi. Và những cái phương tiện này thì chưa được nghiên cứu, chưa được đề nghị, hoặc là kết quả là chưa cho thấy là nó giảm tử vong, là tiêu chuẩn vàng của trong cái tầm soát. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy là chi phí tầm soát, đây cũng là một cái điều kiện cần có. Thì hầu hết các tiêu chuẩn cần có đó là cái chi phí dễ áp dụng và cũng không phải là quá đắt đỏ. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì dùng những cái xét nghiệm mà kèm theo nữa, đó, không có giá trị tầm soát gì hết mà vẫn kèm vào trong cái gói của tầm soát. Vì vậy mà chi phí tầm soát cho mỗi bệnh có từ vài trăm ngàn lên tới vài triệu. Chính vì vậy mà nó quá cao đi, cho nên những cái người xung quanh thấy vậy cũng là không dám đi tầm soát. Rồi những người đã tầm soát rồi thì cũng không dám đi tầm soát nữa. Hoặc là thậm chí những người có điều kiện đi nữa thì người ta cũng đã bị mất một khoản tiền không đáng có mà người ta không biết.
Và điều gì chúng ta cũng biết nữa thì đó là cái dẫn đến là cái sự mà tuân thủ tầm soát. Vì cái sự không tái tầm soát, vì không có đều đặn đó thì nó làm là giảm cái hiệu quả của cái tầm soát ung thư. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hòa. Chúng ta có một vài cái chủ đề, có nhiều chủ đề khác nữa. Tuy nhiên hiện tại em thấy là có một bạn khán giả tên là Kiều Anh có câu hỏi cho bác sĩ Hòa. Em đặt câu hỏi cho bác sĩ Hòa trả lời trước nhé. Bạn Anh hỏi là cho em hỏi thì bệnh ung thư có di truyền không ạ? Cảm ơn bạn Kiều Anh đặt một câu hỏi rất là hay. Thì ung thư di truyền thì có, và nhưng mà tỷ lệ thấp thôi. Là tính chung cho các loại ung thư thì tỷ lệ từ 5-10%. Tức là trong 100 người mắc ung thư thì có 5-10 người là do di truyền. Và cái đặc điểm của người mà ung thư mang cái gen di truyền đó thì nó có cái tỷ lệ ung thư là cao hơn những người khác. Và những người này là thuộc nhóm vào nguy cơ cao để mà tầm soát ung thư. Cho nên ngay cả những trường hợp mà ung thư mà chứng minh chưa cho thấy là giảm cái tử vong trong dân số chung trong, thì những người có nguy cơ này vẫn được chọn để tầm soát. Thì trong chương trình sắp tới thì chúng tôi sẽ nói là cái nhóm nào sẽ được tầm soát, trong đó có nhóm về ung thư di truyền. Vâng, em cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hòa. Và còn một câu hỏi nữa của bạn Gia Hăng, mong bác sĩ Hòa trả lời luôn ạ. Câu hỏi là: chào bác sĩ, mẹ em năm nay 42 tuổi và dạo gần đây mẹ phát hiện có khối u ở ngực. Bà em trước đây cũng bị ung thư vú, thì em không biết là mẹ em có mắc bệnh như vậy không. Em nghe nói nhu ảnh có thể tầm soát ung thư vú, và mẹ em có nên thực hiện phương pháp này không? Rất mong bác sĩ tư vấn giúp ạ. Cảm ơn bạn Hăng Gia đã đặt câu hỏi. Thì trước đây bà là bị ung thư vú, thì bây giờ mẹ có ung thư vú không? Thì thường mình nghĩ trong gia đình có một người bị ung thư thì người còn lại thì là nghĩ là do di truyền, thì cái này là chỉ là một phần thôi. Thì trong ung thư vú hiện nay, khi mà ngay cả khi trong gia đình chưa có ai hết bị ung thư, thì cái người mà bị ung thư đó có thể là người đầu tiên của cái ung thư di truyền. Còn cụ thể trong trường hợp mà bà, nếu hiện nay mà một người trong gia đình mà có gợi ý là ung thư di truyền, đó là có một người ung thư mà dưới 45 tuổi, chắc bà thì chắc sẽ lớn hơn chứ không phải là 45 tuổi. Cho nên nếu về mặt tuổi tác, nếu không bị từ 45 trở xuống thì chưa, thì cái khả năng di truyền thì là không đặt ra. Tình huống thứ hai nữa, nếu bà bị ung thư vú mà các loại sinh học bộ ba âm tính, như là nội tiết âm tính, ERBA âm tính và ACTRU mà âm tính, thì là bộ ba âm tính, thì có khả năng di truyền bất chấp tuổi. Đó tùy theo cái đặc điểm sinh học, tùy theo cái tuổi mắc bệnh thì vấn đề di truyền đặt ra hay không. Cho nên cần thêm thông tin để mà chúng tôi có thể xếp vào là mẹ bạn có nguy cơ ung thư do di truyền hay không. Còn bây giờ vấn đề mà khi mình có một khối u để mình coi di truyền hay không, thì cái đó nó chỉ là yếu tố để hỗ trợ thêm thôi. Chứ còn có một khối u thì chúng ta phải đi khám, rồi đánh giá bằng siêu âm, bằng nhũ ảnh, rồi khi mà có nguy cơ cao đánh giá qua PRAT thì chúng ta có thể tiến hành sinh thiết để mà xác định chẩn đoán. Chứ còn khi có khối u rồi thì mình khám, mình thấy trong ngực có khối u rồi thì khi đó là đi chẩn đoán chứ không còn là tầm soát nữa. Vâng, cảm ơn. Rồi bạn nói là nhũ ảnh thì có thể tầm soát ung thư vú. Thì nhũ ảnh là phương tiện giá trị cao nhất hiện nay là tầm soát trong ung thư vú cho phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, nhất là từ cái lứa tuổi 50 thì hình ảnh sẽ rõ hơn nữa. Còn bản thân mẹ của bạn nó mới vừa nói xem nó có cái u rồi, thì lúc này mình đi chẩn đoán chứ không phải là tầm soát nữa. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hòa. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái chương trình của phòng khám hôm nay. Vậy thì có rất nhiều cái dấu ấn ung thư ở trong máu, ví dụ như là CA125, CA199. Như vậy tại sao phòng khám Baxter của chúng ta chỉ dựa đơn độc vào những cái dấu ấn này để tầm soát ung thư cho bệnh nhân? Đó, khi chúng ta nghe là những dấu ấn bú trong máu là từ do cái tế bào ung thư tạo ra, mình lấy máu mình thử một cái, nó tăng lên cái mình nghĩ là có ung thư thì nó quá khỏe cho mình. Tuy nhiên thì độ nhạy, tức là cái khả năng mà ung thư sớm mà nó tăng lên để mình thử thì rất là hiếm. Đó, khả năng tại vì cái bú nó nhỏ quá cho nên nó không có tạo ra được cái dấu ấn bú tăng cao trong máu để mà chúng ta đo mà tăng.
Cho nên trong trường hợp chúng ta đo cái để đi tầm soát ung thư thì không tăng lên, cái chúng ta nói là tầm soát âm tính, thì như vậy chúng ta đã bỏ sót ung thư rất là nhiều, và các nghiên cứu đều cho thấy là như vậy và đề nghị là không tầm soát. Chỉ có ngoại trừ là cái PSA trong ung thư tuyến liền liệt thôi, còn là các xét nghiệm máu đều không có giá trị trong tầm soát ung thư. Nhưng mà hiện nay thì các nơi sử dụng rất là phổ biến, không chỉ dựa vào các nghiên cứu để chứng minh rằng cái độ nhạy, tức là khả năng bỏ sót ung thư sớm, cũng như cái độ đặc hiệu, tức là khả năng chẩn đoán nhầm, tức là nó tăng lên mà nhiều khi không phải là ung thư nữa, cho nên không được đề nghị sử dụng bởi nhiều tổ chức, trong đó nổi bật là Hội Sinh hóa Lâm sàng Hoa Kỳ, cũng như là Tổ chức Dấu ấn Búa Châu Âu, cũng như là nhiều tổ chức ung thư khác. Nhưng mà có một cái thực trạng hiện nay nữa, đó là trong cái khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra các cơ quan nội tạng máu, rồi tim, gan, phổi, mang gan, mỡ máu, rồi lại kèm theo những cái xét nghiệm dấu ấn bướu nữa, thì như vậy thì cái tầm soát ung thư bằng dấu ấn bướu đó không có giá trị. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hòa. Và lý do nào mà bác sĩ Hòa có thể giải thích cụ thể hơn, đó là theo các hiệp hội kêu trên thì hầu như không có một cái dấu ấn bướu đơn độc, một cái xét nghiệm máu đơn độc nào mà có giá trị trong việc tầm soát ung thư. Mời bác sĩ Hòa có thể giải thích kỹ hơn cái vấn đề này được không? Tức là khi mà ung thư sớm á, hoặc là mình nói tiền ung thư, thì những cái tổn thương đó rất là nhỏ, mà những cái chất dấu ấn bướu đó là do những cái tế bào ung thư tạo ra. Còn những cái tế bào mà tìm ung thư thì nó không tạo ra rồi, cho nên mình thử dấu ấn bướu để đi tìm ung thư thì coi như là nó không có tăng luôn. Rồi những cái tế ung thư nhỏ, tìm ung thư đó tạo ra một nồng độ rất thấp nữa, thì mình đo trong máu thì nó cũng không có tăng lên. Nếu như vậy thì khi đó chúng ta đi làm dấu ấn bướu, thí dụ chúng ta làm CA15-3 hoặc là CA15-3 trong ung thư tầm soát ung thư vú chẳng hạn, hoặc là CA trong tầm soát ung thư đại trực tràng chẳng hạn, thì chúng ta xét nghiệm là không có tăng lên, tức là bình thường. Rồi chúng ta mừng quá đi về, đó, không có kiểm tra gì thêm nữa. Đó, nhưng mà thật ra thì cái khả năng mà tăng trong ung thư thì rất là thấp. Đó, cho nên nó tạo nên một cái sự âm tính giả tạo, mà thật ra đã có ung thư nằm trong đó rồi. Đó, cho nên là chúng ta yên tâm, nhưng mà sau đó thì ung thư sẽ xuất hiện và ở giai đoạn trễ. Đây là một cái thực trạng mà làm cho có thể ở Việt Nam chúng ta cần phải xem xét lại. Và như vậy thì chúng ta gọi là bỏ sót ung thư. Đó. Đó, âm tính, đã có ung thư rồi mà xét nghiệm dấu ấn bướu lại âm tính, thì chúng ta bỏ sót ung thư. Còn trường hợp nữa đó là khi mà nó tăng lên, nhưng mà không phải cái dấu ấn bướu đó, CA đó là duy nhất do ung thư đại tràng tạo ra, mà cái nhảy cả những người bệnh lý lành tính, những bệnh lý viêm, là những bệnh lý ngay cả người hút thuốc nhiều nó cũng tăng nè. Thế là chúng ta nghĩ là do như vậy là trong người có ung thư rồi, rồi chúng ta phải đi nội soi, đi chụp CT, đi PET, phải đi tìm tổn thương nằm ở đâu, mà đa số thì là cái sự tăng đó không phải là ung thư, cho nên mình làm những cái xét nghiệm quá mức ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là dùng các phương tiện TX để chẩn đoán, rồi lại tốn tiền và tốn thời gian và gây một cái sự hoang mang nữa. Chúng ta tìm hết rồi cũng không thấy gì hết, thì chúng ta lại lo như vậy ung thư nằm đâu trong người đó, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề là tâm lý rất là nhiều. Có người cho rằng thì mình đi làm xét nghiệm dấu ấn bướu đi, rồi nó tăng lên thì lúc đó mình đi tìm. Nhưng mà mới vừa nói đó thì có thể nó không tăng, cái mình không đi tìm gì hết thì mình bỏ sót bệnh. Rồi trường hợp tăng mà mình đi tìm nhiều cái ung thư, nhưng mà thật ra ung thư cũng không gây, không phải ung thư cũng gây ra cái sự tăng cái dấu ấn bướu đó, thì chúng ta đi tìm nhầm rất là nhiều. Đó là cái thực trạng về cái khuyết điểm của cái dùng dấu ấn bướu để tầm soát là ung thư là như vậy. Và xin nhắc lại nữa là hiện nay là các hướng dẫn, các phác đồ cũng như là nhiều nước trên thế giới thì không có sử dụng dấu ấn bướu để tầm soát ung thư. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì có hai cái thực trạng là những nơi mà không thuộc chuyên khoa ung thư thì người ta tầm soát về dấu ấn bướu rất là nhiều, thì cái điều này chúng ta cần xem xét lại. Tuy nhiên thì có những nơi là chuyên khoa ung thư luôn mà vẫn tầm soát và ung thư bằng dấu ấn bướu, thì đây là một cái điều là rất đáng buồn.
mà trong chương trình cho ngày hôm nay thì chúng tôi không có nêu cụ thể được. À, vâng, cảm ơn bác Hòa. Thì nhân cái vấn đề dấu ấn bướu thì có một bạn, bạn Thu Hiền hỏi là cho em hỏi thì chỉ số CA724 bao nhiêu thì được gọi là cao? Và khi cái chỉ số này khoảng ở mức độ là 18,75 thì có nên đi nội soi dạ dày để tầm soát ung thư không ạ? Mặc dù bạn không có triệu chứng gì hết. Đó, như hồi nãy bạn nói đó, cái CA724 đó thì là một cái dấu ấn trong ung thư dạ dày cũng như một số trong ung thư của đường tiêu hóa. Thì mình nói là nó không có giá trị tầm soát ung thư, cho nên nếu bạn không có dấu hiệu gì về về ung thư dạ dày mà mình đi tầm soát thì mình nên nội soi, chứ còn giờ tăng hay không tăng thì mình cũng dùng nội soi để mình đi tìm thôi, chứ không có dựa vào dấu ấn bướu. Chứ còn mình giờ mình tăng rồi mình đi tầm soát hết thì có thể là dương tính giả nữa đó, thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tốn kém đó. Cho nên mới nói xong dùng dấu ấn bướu mà tầm soát là không có giá trị. Vâng, cảm ơn bác Hòa. Như vậy á, thì có nghĩa là chúng ta hãy nói không với việc sử dụng dấu ấn bướu đơn độc, xét nghiệm máu đơn độc trong việc tầm soát ung thư. Vâng, và thì hiện tại thì các cái phương pháp, các cái khám nghiệm mà đã tầm soát ung thư hiện tại phòng khám Pasteur chúng ta dùng ví dụ như nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nhũ ảnh hay là CT phổi liều thấp, thì các nước khác trên thế giới, các cái quốc gia khác trên thế giới đã dùng chưa? Đó thì nãy mình nói đó, thì các nghiên cứu đã có giá trị rồi, các tổ chức quốc tế cũng như những tổ chức chuyên ngành nổi tiếng của những quốc gia có nền y học tiên tiến thì đề nghị, và các nước thì sẽ sử dụng, như là Mỹ, rồi các nước ở châu Âu, rồi châu Á và Úc nữa, thì đều cho thấy là những cái loại ung thư đã được nghiên cứu mà có giảm tử vong thì đều có hiệu quả. Đặc biệt là họ không có sử dụng dấu ấn bướu, chúng tôi nhắc đi nhắc lại như vậy. Và cũng không phải là như mình nói ở phần mở đầu đó, không phải là người ta tầm soát cho tất cả cho toàn dân, mà người ta tầm soát cho những người có nguy cơ, nguy cơ về tuổi tác, nguy cơ về những yếu tố gây ung thư, rồi về di truyền. Vâng, cảm ơn bác Hoàng. Thế thì chúng ta đã giải thích sơ qua về những cái xét nghiệm, những cái khám nghiệm và những cái phương tiện chúng ta sử dụng để tầm soát ung thư. Như vậy thì bước tiếp theo thì khi một bệnh nhân đến với phòng khám Pasteur và muốn tầm soát ung thư thì chúng ta sẽ có quy trình như thế nào? Bác sĩ Hòa sẽ giải thích cụ thể luôn ạ. Sau khi chúng ta hiểu được tầm soát ung thư là gì, rồi những cái phương pháp nào, những cái phương tiện nào, những xét nghiệm nào mà chúng ta cần phải dùng để tầm soát, rồi dấu ấn bướu không dùng để tầm soát, thì khi chúng ta đi tầm soát thì chúng ta cũng cần biết cái quy trình. Và ở đây chúng tôi trình bày cái quy trình của phòng khám Pasteur. Chứ thường mọi người nghĩ là thôi mình đi tầm soát rồi tới rồi bác sĩ nói gì nghe nấy. Tuy nhiên mình cũng cần nắm cái điều này, mình nâng cao cái hiểu biết của mình lên để mình chọn nơi nào là thích hợp. Thì chúng tôi đưa ra cái quy trình cũng dựa trên những cái nguyên tắc, những cái hướng dẫn của những cái phác đồ trên thế giới. Thì như chúng ta biết đó, thì tầm soát là chúng ta thực hiện đi tìm ung thư sớm ở những người không có triệu chứng. Do đó khi các bạn mà đến tầm soát thì điều đầu tiên là chúng tôi sẽ thăm khám và trao đổi để coi mình có triệu chứng của cơ quan tầm soát hay không. Thí dụ bạn tới tầm soát ung thư vú thì chúng tôi sẽ khám vú, coi có những dấu hiệu nào là ung thư vú hay không, có một cái u cục ở vú không, có hạch nách không, có thay đổi ở nấm vú, tiết dịch nấm vú hay da không. Nếu hoàn toàn không có gì hết thì chúng tôi mới đề nghị phương tiện tầm soát. Còn nếu có ít nhất một trong dấu hiệu chúng tôi vừa kể thì chúng tôi chuyển qua là đi chẩn đoán có ung thư hay không, hay là bệnh lý khác. Cũng như mình không có tiêu chảy, táo bón, không đi cầu ra máu thì mình mới đi tầm soát ung thư đại tràng. Còn không, nếu có triệu chứng thì coi thử là bệnh gì. Tức là tới tầm soát ung thư phổi thì mình không có ho, không có đau ngực thì chúng tôi mới đi tầm soát ung thư phổi. Nhưng mà không phải chỉ là không có triệu chứng rồi mới đi tầm soát, mà chúng tôi còn là xem bạn là có những yếu tố nguy cơ thuộc nhóm nguy cơ hay không. Thí dụ như bạn 35 tuổi tới tầm soát ung thư vú, chúng tôi đề nghị chụp nhiều ảnh thì không thích hợp đó, thì 40 tuổi trở lên thì mới đề nghị. Còn 35 tuổi thì hiện nay là
nhũ ảnh không được đề nghị tầm soát, và hiện nay chưa có phương pháp để mà tầm soát cho những ung thư vú cho phụ nữ trẻ mà không thuộc nhóm nguy cơ cao. Còn nhóm nguy cơ cao thì chúng tôi sẽ chụp nhũ ảnh luôn. Còn 35 tuổi mà không thuộc nhóm nguy cơ cao thì chúng tôi không tầm soát, vì chưa có phương tiện chứng minh có hiệu quả đối với cái nhóm tuổi, nhóm nguy cơ tương ứng mà chúng ta đi tầm soát bằng cách là chúng ta tự suy luận, dùng phương tiện chẩn đoán để chúng ta tầm soát, thì chúng ta sẽ không đạt yêu cầu, dẫn đến một cái kết quả âm tính giả, bỏ sót ung thư. Đó là cái bước đầu tiên. Sau khi đề nghị phương tiện tầm soát thì sau đó chúng ta sẽ đánh giá kết quả tầm soát. Nếu kết quả mà dương tính, tức là phát hiện được tổn thương, thí dụ như soi đại trực tràng mà chúng ta thấy được polyp, rồi chúng ta sẽ sinh thiết để chẩn đoán ung thư. Nếu chụp nhũ ảnh mà chúng ta thấy tổn thương là vi vôi hóa, là dấu hiệu nghi ngờ ung thư, thì chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết. Tức là phương tiện để tầm soát là giúp chúng ta phát hiện tổn thương ung thư, rồi sau đó chúng ta phải xác định chẩn đoán hay là loại trừ ung thư. Đó là cái bước thứ hai. Còn nếu như chúng ta dùng phương tiện tầm soát mà âm tính, tức là không có tổn thương gì hết, hoặc là tổn thương nghĩ lành tính mà không cần sinh thiết, thì chúng ta sẽ về và hẹn tái tầm soát. Đó là quy trình như vậy. Ngoài ra thì các bạn sẽ được tư vấn khi mà trao đổi có những yếu tố nguy cơ mà giúp mà nó làm cho bạn có thể dễ bị ung thư, thì cũng được tư vấn để giảm nguy cơ đi. Thí dụ như bạn hút thuốc nhiều thì chúng tôi sẽ khuyên và có cách tư vấn để giảm từ từ và có thể ngưng thuốc. Hoặc là béo phì thì sẽ có những cái chế độ dinh dưỡng kiểu như tập luyện để mà giảm cân. Đó. Rồi, hoặc là làm những cái trong những cái môi trường độc hại thì chúng ta cũng sẽ có những cách để mà bảo vệ. Đó, tức là ngoài vấn đề tầm soát thì có tư vấn thêm những cái yếu tố nguy cơ nếu mình có, để mà giảm cái nguy cơ ung thư đi. Tức là vừa phát hiện ung thư sớm, tầm soát mà vừa để phòng ngừa ung thư nữa. Và cái sau khi bạn được khi tầm soát âm tính thì thông tin sẽ được lưu trữ trên hệ thống và sẽ có lịch hẹn tái tầm soát để mà nhắc lại. Là đó là cái quy trình của phòng khám bắt trong tầm soát ung thư là như vậy. Vâng. Hiện tại thì có một bạn có câu hỏi cho bác sĩ Hòa là người bệnh ung thư buồng trứng có mang thai thì có thể sinh con được không, thưa bác sĩ Hòa? Đây là một câu hỏi rất hay. Nếu bây giờ mình có ung thư buồng trứng có thể mang thai hay không, thì lúc đó thì cái ung thư buồng trứng đó có phát triển tới mức độ mà nó ảnh hưởng lên cái tử cung, ảnh hưởng lên cái nội tiết tố hay không? Đó thì lúc đó là nhưng mà cái ung thư buồng trứng thì nó phát triển nhanh, nếu như mình đợi để mà mình sanh xong thì nó có thể ảnh hưởng. Tuy nhiên thì đó là cái lựa chọn cá nhân. Đó, mình ưu tiên nếu như mà là thai mà đã đủ tháng rồi, đó thì mình sẽ song song với việc là mổ và lấy thai và mình điều trị ung thư buồng trứng luôn. Còn nếu như mà thai còn sớm quá thì lúc đó là lựa chọn cá nhân của bạn. Nhưng về mặt trị bệnh mà để ung thư buồng trứng lâu thì nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe và vấn đề mang thai luôn. Sẽ là một lựa chọn khó khăn cho bạn. Và thì có lẽ từ lúc đầu này tới giờ bác sĩ Hòa giải thích thì các quý vị khán giả chắc cũng đã hiểu sơ qua về cái tầm soát ung thư rồi. Tuy nhiên còn một vấn đề thế này, liệu tôi hôm nay tôi đến tầm soát ung thư và kết quả là âm tính, như vậy thì tôi vui vẻ, tôi yên tâm cả đời còn lại hay sao? Hay là tôi có phải làm lại trong một thời gian sau hay không? Cảm ơn bác sĩ Tính đã đặt câu hỏi rất là hay. Đó, mình kêu mình tầm soát ung thư âm tính rồi thì mừng quá, đó là đương nhiên. Tuy nhiên thì cái nguy cơ ung thư là nguy cơ suốt đời. Đó, cho nên là chúng ta phải tầm soát định kỳ, gọi là tái tầm soát. Tùy theo mỗi loại ung thư mà cái thời gian tầm soát nó dài hay ngắn. Thí dụ như là ung thư gan thì chúng ta tầm soát là 6 tháng. Rồi đối với là ung thư vú thì 1 tới 2 năm. Đối với ung thư đại tràng thì tùy theo cái nhóm nguy cơ nhiều ít mà có thể là 1 năm, rồi 5 năm hay là 10 năm sau chúng ta tái tầm soát lại. Đối với ung thư cổ tử cung thì tùy theo cái loại tổn thương tế bào, chưa phải là tiền ung thư hay là ung thư, rồi tùy theo cái xét nghiệm cái virus HPV dương tính, âm tính mà chúng ta có thể tái tầm soát 1 năm, 2 năm hay là 5 năm sau. Đó.
đó thì tái tầm soát và lịch trình cho mỗi loại ung thư thì nó khác nhau. Thế thì chúng ta sẽ có lịch hẹn tái tầm soát giữa hai lần, và giữa mỗi hai lần tầm soát như vậy thì chúng ta cần chú ý điều gì không ạ? Đó thì mình nói đó, cái tầm soát giữa hai lần tái tầm soát thì chúng ta cũng phải cảnh giác với những triệu chứng ung thư. Mình nghe rất là lạ nữa đây, đã tầm soát âm tính rồi thì mình cứ thoải mái mình chờ đợi tầm soát lần kế tiếp. Tuy nhiên thì cũng giống như biết bao nhiêu chuyện trên đời đó, là không có gì tuyệt đối, thì các phương tiện tầm soát ung thư mặc dù có giá trị đó, các phương tiện có giá trị đó, nhưng mà vẫn có một số những trường hợp có ung thư mà vẫn không phát hiện ra, mà trong chuyên môn người ta gọi là âm tính giả. Đó, cái âm tính giả của nhũ ảnh đó là có thể tới 13 cho tới 20%, tức là 100 người ung thư sớm có thể bỏ sót khoảng chừng 20 người. Đó, rồi cái siêu âm gan đó thì cái có thể bỏ sót từ 10 tới 50%. Rồi CT phổi liều thấp thì bỏ sót ít hơn, có vài phần trăm thôi. Và soi đại tràng cũng vậy, bỏ sót vài phần trăm. Cũng có nghĩa là cũng có một cái tỷ lệ là ung thư mà vẫn không phát hiện ra. Thế là ung thư có thể xuất hiện giữa hai lần tầm soát. Đó, cho nên trong thời gian đó chúng ta vẫn cảnh giác những triệu chứng cảnh báo ung thư. Thí dụ như thay đổi thói quen đi cầu, tiêu chảy, táo bón kéo dài, đi cầu ra máu, hoặc là mình sờ thấy cục trong vú, kiểu tầm soát âm tính rồi, thôi giờ có cục chắc không sao, thì cũng phải đi khám, chứ không phải là tầm soát âm tính rồi thôi. Đó, thì chúng ta cảnh giác những triệu chứng, nhưng mà khi xuất hiện những triệu chứng như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ là ung thư, là có nhiều bệnh lý gây ra, nhưng chúng ta vẫn đi khám. Lúc đó không còn là tầm soát ung thư nữa, mà là có triệu chứng rồi, thì chúng ta đi khám bệnh để mà chẩn đoán những cái dấu hiệu đó, những cái triệu chứng đó là do những cái bệnh lý nội khoa, ngoại khoa khác gây ra hay là ung thư. Thì đó là cảnh giác giữa hai lần mà tầm soát là như vậy. Và ở vòng khám Pasteur chúng tôi thì có cái chương trình mà để các bạn theo dõi đó, thì các bạn có thể là alo với phòng khám để tư vấn những triệu chứng đó là do ung thư xuất hiện dưới hai lần tầm soát hay là bệnh lý khác gây ra. Dạ. Vâng, cảm ơn những cái lời tư vấn của bác sĩ Hòa. Tiếp theo đây thì có một bạn Châu. Bạn Châu hỏi là dạ, cho em hỏi thì em bị dạ dày đã lâu, thì có đi nội soi dạ dày phát hiện ra một khối u. Kết quả bác sĩ kết luận là hang vị, kết quả siêu âm bác sĩ kết luận là hang vị có khối biếu dưới biểu mô kích thước 1 cm, vậy có nguy hiểm không và có nhất thiết phải mổ xẻ chi không thưa bác sĩ? Đó thì khi nội soi mình thấy một cái bướu mà nó ở gọi là dưới niêm mạc đó, thì đánh giá thêm về tính chất, ở đây mình mới nói kích thước thôi, đánh giá cái khối u đó về cái bề mặt của cái niêm mạc đó có mắc bóng, có sùi lét gì không, hay là trơn láng, rồi cái viền bờ của khối u đó như thế nào. Nhưng có thể nội soi thì chúng ta sẽ không thấy được cái viền bờ của nó, thì có thể kết hợp với lại siêu âm qua nội soi để đánh giá tính chất về cái mật độ, về cái vôi hóa, về tăng sinh mạch máu trong đó. Nếu chúng ta có những đặc điểm mà nghi ngờ ung thư thì chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết, còn nếu không nghĩ lành tính mà nó nhỏ như vậy thì chúng ta có thể là theo dõi định kỳ. Nhưng mà chúng ta theo dõi sau khi chúng ta đánh giá nguy cơ, chứ không phải thấy u nhỏ là chúng ta theo dõi luôn. Thì nó không vì kích thước nó không đủ để đánh giá nguy cơ ác tính, tùy theo cái mỗi loại là như vậy. Chứ còn không chúng ta sẽ bỏ sót, chúng ta đi tìm bú nhỏ, mà bú nhỏ chưa đánh giá hết là chúng ta đi theo dõi đến khi nó to thì chúng ta chẳng đoán nó trễ đi. Cho nên bú nhỏ cũng cần phải đánh giá nguy cơ ác tính dựa trên những đặc điểm mà các nghiên cứu đã công bố, và các nhà chuyên môn chúng ta phải đánh giá cho đầy đủ, chứ không chỉ nói kích thước không. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hòa. Tiếp theo đây thì các bạn khán giả nếu có câu hỏi nào thì xin mời comment ở phần bình luận của livestream, bác sĩ Hòa sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn luôn. Như vậy thì
mỗi loại ung thư thể có những cái phương tiện tầm soát khác nhau, chứ không phải là chúng ta chụp nào là CT toàn thân hay là MRI toàn thân, thậm chí là PET-CT toàn thân luôn để mà chúng ta đi tầm soát, hoặc là chúng ta làm xét nghiệm máu luôn, thì những phương pháp đó đến hiện nay thì không có giá trị, mà mỗi loại ung thư sẽ có phương pháp khác nhau. Và tầm soát ung thư thì dùng cho những bệnh mà phổ biến và tử vong cao mà chúng ta đã nêu ở trên. Và đặc biệt là chúng ta đừng có chú trọng quá vào ung thư tuyến giáp để mà bỏ sót những ung thư gọi là sát thủ hoạt động. Mà khi nào mà trà dư tủ hậu á, tức là chúng ta quan tâm hết những bệnh hàng đầu rồi, mà cá nhân muốn tầm soát thêm thì chúng ta sẽ lựa chọn ung thư tuyến giáp. Thì đó là cái lựa chọn cá nhân, chứ tầm soát trong quần thể, trong dân số nguy cơ thì không được đề nghị. Nếu mà chúng ta vẫn thực hiện không có theo các dựa trên các nghiên cứu, các hướng dẫn phổ biến trên thế giới, thì chúng ta sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến thời gian và tiền bạc. Thì trước khi kết thúc thì phòng khám Baxter chúng tôi gửi đến thông điệp là hãy nói không với là dấu ấn bút trong tầm soát ung thư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trong chương trình sắp tới chúng tôi sẽ trình bày chi tiết từng loại ung thư được tầm soát như thế nào, mang tất một thực hành ai cần tầm soát và phương tiện cụ thể như thế nào, và xử trí tương ứng những cái tổn thương mà chúng ta phát hiện được trong tầm soát. Xin tạm biệt các bạn. Vâng, thưa bác sĩ Hòa, nhân ra còn một bạn có một câu hỏi nữa là bạn Diễm có câu hỏi là khi nội soi đại tràng thì bạn có một kết luận là u tuyến ấm nghịch kèm nghịch sản độ thấp. Xin hỏi bác Hòa là bao nhiêu năm thì tầm soát đại tràng một lần? Thì cái u tuyến ấm là một tổn thương tiền ung thư, tuy nhiên thì cái loại mà nghịch sản nặng hoặc là ít nhất là sản vừa thì nó nguy cơ cao. Thì khi có những tổn thương đó dù mình cắt rồi đi nữa thì cái tầm soát mình cũng gần lại, tức là có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là 5 năm. Còn đối với nguy cơ cơ thấp mà chúng ta cắt rồi thì loại nó có thể là 10 năm sau chúng ta tầm soát, với điều kiện là cái nội soi đại tràng của chúng ta phải đạt yêu cầu là phải nội soi được đầy đủ toàn bộ khung đại tràng. Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hòa. Nếu mà như các bạn không còn câu... xin lỗi, còn bạn Loan Ngô cho bạn Loan Ngô hỏi một câu nữa là bé nhà em trong một năm gần đây thì cân nặng giảm gần 5kg và không lên lại được, hiện tại không có triệu chứng gì đặc biệt, triệu chứng sụt cân thì có nguy cơ gì không thưa bác sĩ Hòa, và có cần khám tầm soát bệnh như thế nào hay không? Thì như chúng ta đã nói đó, tầm soát ung thư là chúng ta đi tìm ung thư sớm ở người không có bất cứ dấu hiệu nào hết. Còn bây giờ chúng ta sụt cân thì là đây là một cái dấu hiệu mà không phải tầm soát ung thư, mà chúng ta đi tìm nguyên nhân nào, những bệnh lý nội khoa nào hoặc là có ung thư hay không, tức là nhiều nguyên nhân gây ra, thì qua thăm khám và trao đổi để gợi ý tới những nguyên nhân nào gây sụt cân đó, ngay cả vấn đề ăn uống, vấn đề hoạt động nữa, để mà có cách xử lý thích hợp. Tức là khi sụt cân như vậy thì không phải là đi tầm soát ung thư mà đi tìm ung thư hoặc là bệnh lý khác. Cho nên nếu mà sụt cân mà tìm ra ung thư thì cái khả năng mà ung thư trẻ là cao. Vâng, thưa bên cạnh bệnh lý ung thư á, thì còn có nhiều bệnh lý liên quan tới nhi khoa, nội khoa khác có thể dẫn tới vấn đề sụt cân. Mình ví dụ như là bệnh đái tháo đường hay là những cái bệnh mạng tính ở các cơ quan như là gan, thận, tim, phổi vân vân. Cho nên á, thì vấn đề này thì như bác họ nói không phải là vấn đề đi tầm soát mà là vấn đề đi chẩn đoán qua thăm khám, qua trao đổi với bác sĩ và qua một số cái xét nghiệm, có thể là một số cái xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản, thì các bác sĩ sẽ giúp cho bé nhà bạn định hướng được thêm vấn đề, và từ đó dần dần mình sẽ tìm ra được cái nguyên nhân dẫn tới sụt cân của bé nhà bạn. Cho nên thì vấn đề này thì bạn có thể tìm gặp đến bác sĩ để có thể trao đổi thêm, thăm khám và tìm ra nguyên nhân gây sụt cân cho bé. Còn một câu hỏi nữa của bạn Jenny, đó là em bị ung thư tuyến giáp dạng nhú, đã cắt toàn bộ tuyến giáp gần 2 tháng nay rồi,
nhân siêu âm còn một vài hạch xung quanh cổ và nổi hạch hai bên hàm. Vài hạch này có sao không thưa bác sĩ? Mình có cần mổ lại không? À, bạn về ung thư tuyến giáp bây giờ nổi hạch thì nó có ba cái lý do, điều lý do bệnh nhân bạn lo nhất đó là có phải là di căn hay không. Đó, tuy nhiên nổi hạch cổ thì nó còn có hai cái bệnh lý nữa, đó là viêm hạch thôi. Hoặc là thứ hai nữa là thứ ba nữa đó là lao hạch. Cho nên chúng ta cần chẩn đoán này là hạch di căn hay là lao hạch hay là viêm hạch, thậm chí là ung thư hạch nữa chứ không phải là di căn từ tuyến giáp. Thì chúng ta thăm khám rồi dùng các phương tiện hình ảnh, đặc biệt là nếu mà gợi ý hạch lao hoặc là hạch di căn thì chúng ta có sinh thiết bằng kim hoặc là sinh thiết trọn cục hạch để mà chúng ta chẩn đoán, để từ đó có hướng xử lý thích hợp tùy theo loại hạch. Nếu mà hạch lao thì chúng ta điều trị lao, còn nếu đúng di căn hạch ung thư tuyến giáp dạng nhú thì chúng ta sẽ mổ não hạch lại, còn nếu mà hạch ung thư của hạch gọi là lymphoma đó thì chúng ta sẽ điều trị hóa trị đó, tùy cái nguyên nhân. Có nghĩa là chúng ta cần phải đi chẩn đoán chứ không phải là giờ nổi hạch cái là chúng ta nghĩ di căn nghe. Dạ vâng, không phải cứ nổi hạch là di căn có bạn Duyên có cái vấn đề này muốn thảo luận, đó là ca đại tràng di căn gan giai đoạn 4 bụng bị trướng, thì bạn có thắc mắc là liệu có thuốc gì để cho bụng xẹp xuống hay không? Thì đó bạn nói giờ có di căn giai đoạn 4 mà nó bụng trướng lên thì chúng ta cần coi tìm cái bản chất của cái bụng trướng đó là do tràn dịch màng bụng hay là trướng đó là do đầy hơi hoặc là do tắc ruột hay là do ung thư lan tràn trong ổ bụng, thì tùy theo nguyên nhân mà chúng ta xử lý. Tuy nhiên là lan tràn ổ bụng hay là vấn đề là di căn trong ổ bụng thì những cái vấn đề đó điều trị rất là khó khăn. Và khi di căn như vậy thì vấn đề điều trị mà nếu còn đủ sức khỏe thì chúng ta sẽ là hóa trị. Tuy nhiên hóa trị này nhằm kiểm soát bệnh chứ không trị lành, để mà nếu có giảm được thì đỡ được chừng nào hay chừng đó. Còn nếu như mà đầy hơi thì chúng ta sẽ tìm nguyên nhân. Nếu mà do tắc ruột mà đầy hơi thì chúng ta sẽ giải quyết cái sự tắc ruột đó nếu được bằng phẫu thuật. Còn nếu không đủ sức khỏe thì chúng ta có thể đặt xong để mà chúng ta lấy hơi ra theo đường tiêu hóa trên chẳng hạn, nếu mà chướng hơi lên tới trên. Đó là một số những trường hợp mà mình nghĩ những nguyên nhân và xử trí tương ứng, thăm khám cụ thể để mà xác định cụ thể hơn. Cảm ơn bác sĩ Hòa. Hiện tại thì em chưa thấy câu hỏi nào của mọi người nữa. Như vậy chương trình chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đặt câu hỏi. Hẹn gặp lại trong chương trình livestream sắp tới. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn.